hôm nay 1 tây tháng 8 2023, Phương Linh Mỹ Tho biết được hoàn cảnh này do bên nhóm của xe từ thiện Từ Tâm của bên em Trí Nguyễn, do em Hiếu và em Hải chuyển bệnh về. Cái Nam hả? Nam với Hải ha, Nam với Hải. Hoàn cảnh này tên gì cưng? Hoàn cảnh tên gì? Nói nghe hoàn cảnh tên gì cưng? Phan Thành Trung. Phan Thành Trung. Ở ở xã gì? À, chợ gạo ha. Rồi giờ tháo khớp. Rồi ở nhà em là có bao nhiêu, nghe nói có mấy người bị tâm thần? Bốn người. Bốn người tâm thần hả? Thì hôm nay chị Phương Linh Mỹ Tho, chà cầm chị nè. Chị Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện Mạnh Thường Quân là em người em sớm cũ, gửi cho em 500 ngàn ha. Cái 10 ký gạo này là của chị Quỳnh Ngọc Dung. Của chị Quỳnh Ngọc Dung gửi em 10 ký gạo nữa. Linh xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nếu mà nhận được trợ duyên tiếp theo á thì chị sẽ trở lại ha. Cảm ơn. Rồi Linh cảm ơn. Nếu mà quý vị có muốn trợ duyên hoàn cảnh này thì Linh sẽ trở lại xuống dưới, cũng nhờ kêu dưới nhóm Trí dẫn đi em.